Tên là Nguyễn Trần Trí, năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi, xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn. Nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay và em hơi nóng tính. Và khi mà một người mới khi mà gặp em á thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần, nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Rồi bạn ơi. Vâng ạ. Nếu bạn nóng tính chí nhường bạn tí, chí thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chị chấp nhận kèo dưới. Chí có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái tật từ từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ nghiến dữ không vậy cưng? Dạ, chí ơi, em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao trong nhà mình, trực thăng đáp hay sao bật. Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, thì nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có 2 mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình đó kéo dài được 1.5 năm, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được 1.5 năm chia tay nhau? Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngủ là tới nay mình chưa yêu ai luôn? Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha, chuyện tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Lý do? Xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em, hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Cái là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu, mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cũng tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về, nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, ế. Có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Bây giờ nè, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con. Và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em.
Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao cả. Đó thì bởi thiệt buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi, bây giờ em trai là thích như mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Không, vậy thì ổn đó. Không, đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái. Hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được. Lý do là vì ba mẹ em là sống ở quê. Ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc hả? Dạ. À, ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Đại diện đây. Yên tâm. Nhà gái đây. Bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy. Cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán. Nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Tôi đồng ý bây đó. Giờ hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ, này đi với rồi, mẹ. Cho gặp bác gái. À, mời mẹ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân với khán giả trong trường quay. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có, thủ trưởng. Rồi, cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất nết na. Nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Mở rào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này, muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định là thử được làm những gì mình thích. Rồi, mặt hai bạn về chỗ đi. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm. Bảo mình tí quay mở rèm ra mình không bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Hôm nay thì mình có một bài thơ, không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình, bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. Chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ rồi nào. Đẹp rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về,
vạn người mến, em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Bạn có tuần gặp mấy lần? Do đặc thù công việc thì cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần. Ý của anh là Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc ấy nhỉ? Dạ, hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày Chủ nhật em cũng rảnh. Trong lần hẹn đầu tiên thì bạn muốn, bạn thích là mình sẽ đi ăn, xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn, cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ, em không biết ăn cay không luôn. Biết ăn cay đúng không? Dạ. Bạn có điểm chung của mình. Dạ. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm chứ về nấu ăn thì... Tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được. Tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Quan điểm với tình yêu hai đứa thế nào? Đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn... Ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Thì vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm. Mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều. Nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta có 30 giây, có nhiều mình nói nhiều hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong ta tiến hành bấm nút. Mở địa chỉ. Thì mình cũng có một số điểm với bạn là mình trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn lắm. Nhiều khi nó thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà... Anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự sau, sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết, là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ ráo riêng với nhau, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em nói ban đầu thì nhìn đã cũng tim đập thịt thịt, tim đập thịt, có rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và quyết định đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3 Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Đấy, trời ơi. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn.
năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 Quân khu 4, Bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Tấn ơi, sao ngồi bên đây mà nghe Tấn thở hổn hển bên đó vậy? Anh Linh có làm gì Tấn không? Hả? Chắc Tấn đi từ Đà Lạt đây đi bộ tới đây mệt. Vậy hả? Sao thấy mà nhịp thở gấp gáp quá vậy trời? Nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với đông người này, Tấn không có quen đúng không vậy Tấn? Vậy hả? Tấn bị hồi hộp đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình nè, giờ bên nhà gái mình nè, dạng dĩ lên cả, có hồi hộp không nè? Dạ có. Có hả? Rồi thôi, Cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Con sống ở Bình Dương? Dạ. Trời ơi, nhỏ quá, một đứa 22, đứa 24. Trẻ măng luôn vậy đó. Bên đó thì thở quá, thở bên đây bẻ muốn loại cái tay luôn nè, cũng hồi hộp lắm rồi. Nói chung hai đứa nhỏ nó cũng đang lo lắng ha. Bây giờ nói chung mình thở là thoải mái lên nào Tấn ha. Tấn có những cái ưu điểm gì, giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ, con thì có khá nhiều ưu điểm. Nhưng mà con nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là con là một quân nhân. Quân nhân hả? Đó, nó tóm gọn được ưu điểm của con. Vì phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Đúng rồi. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội rèn luyện qua. Con cũng không hút thuốc, uống rượu. Tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định. Như con cũng thích hát, chính thích chơi các loại nhạc cụ. Con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ, con cũng có tương đối nhiều khuyết điểm. Ví dụ? Ví dụ như là con bị nhát nhại. Nhát nhại. Nhát gái. Cái đó không phải khuyết điểm. Cái đó dễ thương á. Nhiều cô gái mới thấy mấy con... nhà đại nhát gái là cổ còn khoái nữa. Gặp mấy bạn nữ con hay bị... Bị rung hả? Chưa gặp mà rung vậy rồi. Khuyết điểm nhát gái vậy thôi. Còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ đàn gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á. Coi như là hai người ngóng ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á. Té ghế luôn mà không nghe được. Bên đây là ưu điểm là quân nhân. Quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất. Đó là kiên cường, bất khuất ha. Kỷ cương rồi kiên định rồi, nói chung là đầy đủ hết trơn á. Không phải lo gì hết, không uống thuốc, không uống rượu gì hết luôn. Coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không? Không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là nhát gái thôi. Hơi nhát gái thôi. Ừ. Rồi bên phe ta, con nói lớn lên cho dạ, con. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì con chuyên ngành là tiểu học á. Con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng nói mà mỗi... chung là công dung ngôn hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút, không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. Ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ, xấu ăn xấu ngủ. Ủa, xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thường hay bỏ cử, nhưng mà ăn thì ăn lắc nhắc hết chút. Xấu ngủ là mỗi lần con ngủ thì con hơi ghét, con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con á. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp, hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng, tại vì con hay ngủ với gối ôm. Thì con gối ôm là đâu phải người đâu, nên con đạp riết con quen luôn. Vậy là mệt rồi đó. Tấn nữa mai mốt về ngủ là bị đạp dữ lắm á. Thôi không sao đó, dễ thương mà. Chào Cưng. Chào cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe lắm. Con cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con sẽ có là một mối tình. Một mối tình trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ, vào quân ngũ thôi. Vào quân ngũ mới có, là được mấy năm? Dạ, con được 1 năm rưỡi. Chia tay lâu chưa? Dạ, con chia tay chắc được 3 năm rồi. Lý do con chia tay ạ? Dạ, tại vì trong môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mọi ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cùng cố gắng thôi ạ. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều dạ. Đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè. Nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để đi coi ơi. Dạ cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối? Bao lâu? Dạ một năm. Một năm. Quen hồi năm 3 đại học ạ.
mối tình đầu ha? Dạ, mối tình đầu. À, vậy con còn trẻ quá mà. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay được 1 năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi, bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Con 68. 68 cao hơn được 3 phần. Cũng có cao hơn. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu. Dạ, gia trưởng nữa. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho trên bình thường. Tao đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trên á. Thằng trai tao có quyền tự tin điều đó. Ủa, tôi ho gì vui mừng được không? Ủa, mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa, nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ vậy trời. Ủa, chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ, con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ, theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương, hoạt bát. Con thích người phụ nữ ốm hay mập? Dạ, vừa dễ nhìn là được. Cận xíu được không? Con có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp mà ý kiến đi ha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với ba mẹ với gì ạ? Bạn à. Rồi, xin mời nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền. Mẹ thấy cũng được, ăn thua theo ý của con. Hai con cho nhau một cơ hội. Chừng nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa? Tùy thích rồi con à. Ví dụ năm sau được không? Được. Được hả? Trời ơi. Tùy con mà, nó tùy con mà. Rồi, cảm ơn thằng gái. Em trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị thì tôi thấy là rất là vui. Và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, người rất dễ thương. Quê là Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Yeah. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt. Đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc, sự điên cả người. Đấy. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Mời mẹ đi. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yeah. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số. Nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm này, bản lĩnh này, kiên cường này, hơn cả đồng chí Tấn nữa. Trời vì ơi. Làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì dạ. mới được á con. Là phải giống cô là dạ. Cô cũng là vợ của người lính ha. Đó, đó. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Cái này anh coi chừng rớt. Cái này nó có chứ? Dạ có. Rồi tặng cái gì đó Tấn? Dạ con gửi đến bạn nữ món quà gặp mặt đầu tiên là một con gấu bông. Đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. Còn món quà của con? Dạ món quà của con là con tự tay thêu một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tim mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách lòng mà. Dạ mong là anh thích món quà đó. Rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào?
anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Dạ. Và cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát. Dạ. Và vui tính. Dạ. Rất thích chỗ này, nó có rung rinh rung rinh. Chỗ này nó có rung rinh rung rinh. Dạ, em có biết là trong quân đội thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Như mình cũng nói rồi đó, mình quân nhân, tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian đã dành cho mình thương. Dạ. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. À, với lại em có một câu hỏi nữa là nếu mà hai đứa cưới nhau á, có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra nên là em cần thời gian để bình tĩnh, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Dạ. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ nhắc khéo sau. Dạ. Và anh cũng muốn hỏi em là nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới thân nhân được? Mẹ em cũng hối lắm rồi. Mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi rồi. Quan điểm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình, trao đổi với nhau cho nghe đi. Quan điểm về hôn nhân gia đình đó, thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi, cũng như tiếp thêm năng lượng, cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Dạ. Đối với em thì gia đình sau hôn nhân là nơi để chia sẻ thông cảm, khi mình gặp khó khăn thì còn có người ở bên cạnh động viên, cũng như là chia sẻ những khó khăn. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào? Dạ, em thì người khá ghen. Nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi à. Mỗi lần mà em im lặng xong rồi, khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cũng người cũng ghen nhiều lắm. Nghe là anh ghen, lúc đó là anh dễ xử lý cái người làm anh ghen. Rồi quan điểm về con cái sao? Kinh tế gia đình ai giữ? Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi à. À, anh à. Anh thì trai con gái gì cũng được. Dạ em tới đây thì con có bài hát muốn gửi tặng anh. Con tặng anh đi. Anh ơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà em nhé, mình cùng trò chơi. Dạ hết, em quên lời. Dạ hết rồi. Cô ơi, bạn nữ hát hay quá. Thầy con xin phép cô gửi bạn nữ một bài hát ạ. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em một bài hát. Dạ anh rung quá vậy. Anh nói là nhát gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chăng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn được? Người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hương. Mãi yêu cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay, tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay, ngoài kia đâu có ai giống như vậy. Dạ. Anh đúng là hát cho nhau nghe nè. Chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế là tôi cũng không nghe luôn. Ráng nghe lắm luôn á. Con thấy trong lòng mình sao? Tới tim mình sao? Đập liên tục luôn. Liên tục luôn. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? Chưa. Con bây giờ con có quân số mà con làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con run trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà run trước một con người một nhỏ người, bé này hả? Một người đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi mình để tay rút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Hãy lắng nghe con tim của mình. Và sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà nó bấm người ta luôn vậy đó. Trời ơi. Chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Hai đứa cưng ghê luôn nha. Hai bà mẹ đứng giao lưu gặp nhau cái đi.
Rồi, hai bà xui tương lai nào. Chị cứ yên tâm đi. Nếu mà hai bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình. Vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Cháu còn nhỏ dại mà cũng chưa có đi học mà cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị dạy giùm nhiều hơn. Em nghĩ là hai người ôm nhau, hai bà mẹ ôm nhau cái đi nè, ôm cái trời đất ơi, hai bà xui cũng còn trẻ quá trời của đất ơi. Hai bà xui trẻ quá. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Rồi. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôm đầu tiên. Hai bên chưa có đâu có kinh nghiệm hết trơn á. Thôi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Dạ. Tôi hồi hộp quá. Nào. Bắt đầu. Rồi, mời hai bạn. Đến với chương trình này thì anh có một ít quà mỏ gửi anh Quyền Linh. Dạ. Có nữa hả? Dạ có. Cảm ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Dạ, cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á, nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em. Anh rất thích bánh. Bánh gì vậy? Làm bánh gì vậy? Dạ, em làm bánh quy mơ ạ. Thử em làm luôn, tự luôn gói, đóng gói luôn hả? Dạ, không, trời chị bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được luôn, vô siêu thị được luôn rồi đó. Khéo vậy? Dạ không, tại hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ồ, vậy là đẹp rồi đó. Với lại một năm rồi em chưa có làm. Mở nha. Để em mở cho. Mở đi, mở, ăn thôi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Cái bánh ngon quá. Dạ, thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh, nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. Vậy không sao, thử em thôi. Muốn mở quà bạn trai. Ngon cưng. Ngon. Cho một cái. Dạ, mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin một cái. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử rồi, nhà gái ngon không? Ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ủa, nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ, dạ một cái bóp. Dạ, một cái bóp. Bỏ tiền vô, bỏ tiền vô. Cho tiền đi. Có tiền chưa? Tặng bóp là phải bỏ tiền vô. Bỏ tiền nó mới may mắn nè. Để em tiền bỏ vô. Bỏ vô. Ok anh. Rửa ăn cái bánh mất 5.000 ngồi đi. Anh xin phép anh bỏ vô giúp em. Dạ. Với lại các bạn. Dạ, ở đây còn một cái gì nữa em cũng chưa biết. Phong thủy nha. Tặng bớt phải bỏ tiền vô nó mới may mắn. Các bạn khán giả theo dõi chương trình, hãy nhớ rằng nếu như tham gia chương trình nào cũng vậy, các bạn tặng bớt là phải bỏ tiền vô cho nó hơn. Dạ. Em nhận được một cây son nữa hả? Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi tỉ mỉ quá, chè nhà trai tỉ mỉ quá. Quá. Dạ. Còn cái nữa nha. Dạ, xin anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Ngon quá. Thôi luôn hả? Mình đang làm cái làm gì vậy? Mình đang làm MC. Ok, đây chị cầm. Dạ, em ngon quá. Dạ, dạ em ăn rồi rất là ngon. Thôi, nhưng mà không ăn uống gì nữa hết. Hả? Ủa, chút xuống sân khấu. Bánh ngon. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa, này làm lâu vậy Thùy? Dạ, em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ, làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bột gì vậy? Dạ, bột mì chưa. Bột mì hả? Ủa, làm sao mà bánh nó giòn, nó ngon. Cho miếng ngôi. Được. Đó, hai phút chuyện tiếp ngon quá. Em tên là Thùy. Dạ, công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính á. Và giờ đến cái mùa báo cáo của em á thì em rất là stress. Nên là về thì em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Nên là cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Thì lúc đó em rất là dễ quạo. Thì anh cũng hiểu, cái thông cảm với nhà kế toán này nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu và các loại của người. Dạ. Thì hai đứa ngồi thì cái đó anh hoàn toàn anh thông cảm, và nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ về trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi.
Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì có sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca, phải chợp. Thì thì nó cũng có lúc áp lực như vậy, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán, cái đó là anh hiểu. Tại vì anh cũng có làm một số công ty, anh thấy một số em kế toán rất là áp lực, nên anh hoàn toàn thông cảm và cũng muốn chia sẻ cái sự áp lực đó của em. Em đang làm ở quận Thủ Đức đúng không? À dạ không, em làm ở quận 3. Thì hàng ngày đi làm thì cũng hơi xa, nhưng mà công việc của anh đó là mình phải đi làm thôi. Hẹn hò sau tuần mấy lần? Thì nếu mà như vậy thì nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, thì không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Dạ, hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ, nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Hay quá. Thì anh nhận xét là anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền, và anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau, và anh rất là trân trọng những điều đó. Hiên hỏi cái vụ mà ví dụ em làm dâu được không Hiến, nhà em có má có bà ngoại hơn 90 tuổi đó Hiến. Còn về cái vấn đề mà làm dâu á, thì thật sự ba mẹ anh cũng rất là mong có con gái, cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á, là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc, các cô hay đến chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở, em muốn ra riêng em ở á, thì anh nghĩ là ba mẹ nào cũng thương con. Nếu mà con cái mình hợp với nhau và có ý định đó thì ba mẹ sẽ chịu làm con cái thôi, anh nghĩ không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ. Có rồi hả? Giỏi quá. Trời ơi, quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Dạ, nhà em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ hai ạ. Thứ hai? Dạ. Hai đứa em kia sao rồi? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy đó hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Em mà lấy chồng trước chị nha, thấy là hợp lý, đầy đủ điều kiện rồi. Bây giờ mình hướng tới điều xa hơn nữa đi. Dù hai đứa lấy nhau bàn bạc coi sanh trai hơn gái đầu lòng gì đó, rồi tiền bạc ai giữ như thế nào, phát triển kinh tế ở đâu rồi như thế nào đó. Bạn kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Dạ không, em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý giữ đi. Dạ không, em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Thì không biết đâu, giữ đi. Trời ơi, giữ tiền đi. Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không, đừng trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Đừng trả lời nếu như em thích thì anh giữ tiền, em giữ tiền anh ủng hộ, đừng trả lời vậy. Yeah. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được, và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ lo cho em về cái vấn đề mà kinh và cố gắng làm để có thể lo được cho em, để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể được, anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi, nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em tham nhiều quá và em sẽ bị stress, và lúc đó nhiều lúc em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Không có người phụ nữ nào mà tôi giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn. Suy nghĩ lại đi cưng. Với con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần. Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có con sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì mình ghi ra, cái người phụ nữ quan sát gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mắc bận là đúng không? Không phải em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó thì em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Cho nên là em, tại vì em bệnh em cũng nhớ dai lắm, nên là giả sử như hụt một cái số tiền nào đó cái thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Là tin gì đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, những cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Những cơ hội này hỡi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với chúng tôi nào. Em những cơ hội này nhận giữ tiền. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn nào. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm.
trong cuộc đời, tại sao lại còn hai con người hiếm thấy thế này ta? Không ai muốn giữ tiền hết vậy ta? Trời ơi. Hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu, thuê hẳn một kế toán kiểm toán riêng để giữ tiền. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng đứa. Để chị giữ cho. Để anh giữ cho. Để chị giữ cho. Sao? Có giữ không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Và còn về vấn đề em thì vấn đề tài chính của em rất là rõ ràng rồi, về tương lai sau này 5-10 năm thì em rất là định hướng rất là rõ nên rồi. Thật ra hai bạn này nãy giờ là trêu ghẹo thôi chứ chúng tôi ghẹo các bạn thôi. Không ghẹo lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Là hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Tới lúc đó thì ai giữ cũng được. Quan trọng là chi tiêu như thế nào để lo cho con cái, và hai bạn tự khắc biết điều đó. Tại vì hai bạn là cũng trưởng thành hết rồi. Dạ. Nãy giờ là đùa thôi, chứ đưa tiền đây thì tôi giữ thiệt nha. Rồi, bây giờ qua chuyện tiền bạc nó phải rõ ràng nữa nè. Chuyện con cái. Đúng. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ai thích sinh con trai con gái? Phát biểu luôn. Về cái vấn đề này thì em xin nhường cho nói, bạn nữ. Nói với bạn nữ đi. Về vấn đề này thì anh xin nhường cho em cái sự lựa chọn. Thì nếu em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Nhưng mà nếu mà cho anh trả lời trước á, thì anh thích là trai gái, một trai một gái, hai con là đủ. Và nếu mà em thích nhiều hơn thì em... Còn em thích nhiều. Dạ, nếu như mà mình có điều kiện thì em dĩ nhiên em muốn nhiều con. Giống chị thích nhiều con. Tại vì mình có điều kiện nuôi thôi, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện mà không suy nghĩ về tài chính á, thì dĩ nhiên em thích là nhiều con là tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nuôi con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, nên là thôi hai là được rồi chị ạ. Ừ, rồi. Quan điểm một trai một gái rồi, còn em thế nào nói dành cho biết đi. Cái đó điều đó không quyết định được, nên là con đi với mình là tự duyên được không, em không quan trọng trai gái. Con tới tự duyên, còn gái không chịu không? Thì con gái không cũng em nghĩ được, không sao. Sao không được? Hai đứa gái càng tốt chứ sao không được? Dạ quá tốt. Ừ. Quá tốt. Đẻ thứ hai đứa gái con thấy hay lắm, vui lắm. Rồi. Quá tốt. Bây giờ tiến tới đi. Nắm tay thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em và để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ. Trời, hai đứa này tôi không hiểu sao mà ngày xưa lại có người từ chối ta, tụi nó dễ thương quá mà. Anh xin phép mình nắm tay em. Tình yêu đâu có nắm gì. Giống như đối tác làm ăn quá. Đứng nắm em. Thì hai bàn tay của em rất là lạnh, nhưng mà anh nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Và nếu mà em nhìn vào anh là một người đàn ông chững chạc, và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Dạ, em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Tặng bài hiến hiến. Đừng có buông ra chưa. Đi gì? Không ngứa đâu, gãy đâu, lùm hết trơn á. Anh thật sự đến đây thì anh cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Anh cũng không có giỏi về vấn đề ca hát, nhưng mà những cái lời anh nói, tình cảm của anh đó là thật lòng, nó là sự thật. Thì anh xin tặng cho em mà chương trình một bài hát, cũng anh hát không có hay. Dạ. Thà như thế. Dạ. Cô giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, đi nơi sầu đầy một câu trước khi về nơi. Chiều buông nhẹ nhàng nghe cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo nếu ta gặp nhau chỉ hỡi em. Thôi khỏi đi, chuyển đi. Dạ. Chuyển. Em gái hát đi, hát. Em không có thuộc. Không có thuộc đúng không? Dạ, hát đúng kiểu là hát lần cuối luôn á, sợ hát không kịp á. Hát gấp lắm. Rồi. Mà em ngồi. Thôi trở về vị trí nào. Những cái gì mà Hiến nói thì bây giờ bạn nhìn Ý Quỳnh thì thì suy nghĩ cho nó kỹ ha. Dạ. Hiến đã nói hết những cái gì suy nghĩ của Hiến rồi, bây giờ Thùy suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của trái tim mình nha. Để tay mình nút bấm đi Hiến. Bây giờ chúng ta có thể đùa vui chút xíu, chúng ta có thể trò chuyện với nhau thông qua người thân của chúng ta, góp ý hết rồi. Mình xem tính cách hai người thế nào, lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, còn nếu không, không cần bấm.
nhường cái nút bấm cho người khác. Và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm về những quyết định của mình nha các bạn ha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hai bạn cũng rất hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nào. Đủ không đầu đời coi nào. Anh có thể anh cứ là em, anh biết là em rất là ngại và dạ. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái. Nó là khoảng tầm cũng phải gần 20 năm rồi và anh có lại cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em và anh sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Bỉ Nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng đọng chút xíu. Hiến từ từ nào. Từ từ nhẹ nhàng để Nguyên không có gửi gì được. Anh sẽ hôn lại Bỉ Nguyên. Thôi là bạn nữ hơi ngại. Rồi. Dạ. Bây giờ vậy. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Tính sao? Bây giờ Hiến cầm cái đi. Dạ. Đó. Hai cái. Để cho bạn Thùy cầm cái. Dạ. Cầm tay bên kia kìa. Buông cái tay ra đi. Rồi. Cầm tay bên đây. Đó. Ăn bánh đi. Dạ. Ăn thế. Để Nguyên, để Nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Chứng kiến hai đứa nó hạnh phúc ăn cái bánh hôm nay. Nhớ ngày đặc biệt này nha hai đứa. Không thể nào quên được. Người đi bánh ở lại nhé. Nói vậy thôi chứ tuyệt vời lắm. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Những cái lời anh nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu của người. Chứ không riêng gì Thùy đâu. Thùy có rung động không? Rung động tới mức mà anh thấy bánh càng ngon hơn nữa. Thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi tặng quà đi em. Cả bánh nhờ ba. Cả bánh nhờ ba. Hả? Cả bánh đừng làm vậy. Tuyệt vời. Những giây phút này không bao giờ mình quên được hết. Hai đứa hạnh phúc một, mà khán giả hạnh phúc nhiều hơn nữa nha. Cố gắng giữ lấy những cái gì mình đang nói nha Hiến nha. Dạ. Chú lên trước. Rồi. Amity trước. Hả? Amity trước. Đây là xà bông của Nguyễn Linh. Nước rửa tay, nước rửa chén, lau sàn, giặt xả. Nước rửa chén có thể rửa dĩa được, rửa tô được, rửa muỗng, rửa đũa cũng được luôn. Nước giặt xả có thể giặt quần được, áo cũng được luôn. Giặt một cửa cũng được, máy giặt hai cửa cũng được, mà đóng cửa là giặt cũng được, mà mở cửa cũng được, mà không có cửa giặt cũng được. Đây, hôm nay bạn đây quá. Tặng hai đứa về sử dụng. Bữa nào xài hết qua mua ủng hộ nha. Nhớ hai đứa hạnh phúc, bữa nào đám cưới anh tặng thêm mớ nữa. Còn đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Ai đây đi chợ thấy nước giặt bột giặt quỳ lên mua ủng hộ chứ. Còn đây là bộ quà tặng của Aqua Ceiling lăn nát không mùi đến từ châu Âu. Hết mùi hôi khô thoáng nát đến 72 giờ. Mày phải của tôi. Không bán lắm. Bán nước rửa chén thôi. Cầm nó. Trời. Cái rớt của tôi thấy không? Đúng rồi, để cái bự bự nhỏ nhỏ ra ngoài nè. Nó gọn lại. Cầm giùm bạn gái luôn nè, đó, bạn gái. Để nó cầm giùm em. Đó, thấy chưa? Rồi. Đây là bộ son do thép Vina QA gửi tặng cho bạn gái. Và đây là một phần quà đặc biệt đến từ thép Vina QA, đó là một voucher 20 triệu. Các bạn sẽ nhận được phần quà này với điều kiện các bạn phải đăng ký kết hôn với nhau. Tạm giữ ở đây nhé cô gái. Dạ. Hy vọng rằng một ngày không xa các em sẽ nhận được phần quà tặng này. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha. Tuyệt vời. Dạ. Em chào chúc. Cảm ơn chú Quỳnh Linh. Chào, cảm ơn chị Công An. Rồi, chúc mừng các bạn. Xuống đi chị lấy đồ cho. Anh đi đường này nè. Dạ. Trời, tưởng nó quên.
mấy đứa ơi, mấy mốt có làm bánh nữa thì làm dư dư ra cho chị với chú Quyền Linh với nghe. Tôi tưởng nó đi luôn rồi, ai về nó quay trở lại. Mừng chết hả? Trong tình yêu không bao giờ quên bạch bánh lắm. Bánh ngon, vừa thơm vừa ngon, giống như tình cảm của hai bạn đó vậy. Đúng đó. Rồi à, quý vị thân mến, với cặp đôi đầu tiên này họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. À, thật ra làm chúng tôi hạnh phúc lây, và chắc chắn rằng chúng ta xem truyền hình cũng cầu chúc cho cặp đôi vừa rồi họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến quyết định về chung một nhà. Và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai.